Today's enlightening entertainment will be presented in Oraseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Bộ phim Ánh Đào Vàng thuật lại cuộc đời thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc minh sư khai ngộ tại Ấn Quốc vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Giáo lý uyên thâm vi diệu của Ngài bao gồm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Tam Tạng Kinh đã và đang cứu rỗi biết bao linh hồn. Đạo Phật ngày nay được diễn dương khắp toàn cầu và là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 bộ phim Ánh Đào Vàng, kịch bản của tác giả Võ Đình Cường, đạo diễn Triệu Hoàng Quân do Chùa Diệu Giác thực hiện, sẽ được trình chiếu trong 4 kỳ. Với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Lan trong vai Hoàng hậu Maya, Việt Trinh trong vai Công chúa Gia Du Đà La, Hữu Nghĩa trong vai Vua Tần Bà Sa La, Nam Anh trong vai Vua Tịnh Phạn, Chi Thảo trong vai Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, Thanh Tùng trong vai A Nan, Thạch Ngà trong vai Đề Bà Đạt Đa, Đồng Khởi trong vai Sa Nặc, Thành Tân trong vai Kiều Trần Như, Vĩnh Lộc trong vai đạo sĩ Bà La Môn cùng các diễn viên khác. Thank you.
chị rồi, mình đi đó, hay quá, nhà đó hay quá. Để mình thấy được quần lửa là tại sao các người mở hội? Vì hoàng hậu Ma Gia vừa sinh hoàng tử. Vậy à? Chào đạo sĩ. Vì sao các người vui mừng? Dạ, vì thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý. Thưa lão ông, dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ họ vui mừng là tại vì sao vậy? Cách đây 9 tháng, một hôm hoàng hậu Ma Gia nằm mộng. Giấc mơ lạ lùng. Thị nữ đâu? Dạ. Thưa hoàng hậu gọi con. Đêm qua hoàng hậu có ngon giấc không? Ta cảm ơn con. Đêm qua ta nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Con đi gọi thầy đoán mộng đến cho ta. Bẩm hoàng hậu, con xin đi ngay. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Kẻ hèn vinh dự đang chờ đoán mộng vàng. Tôn ông hãy bình thân. Tạ ơn hoàng hậu. Đêm qua ta nằm mộng, thấy một con dơi trắng sáu ngà từ trên trời cao bay xuống, nhập vào bên hông ta. Giấc mộng này làm ta lo ngại vô cùng. Khanh hãy đoán thử xem đó là điềm gì. Trăm lại thiên cơ, vạn lại địa cơ, vạn độ chúng sanh. Đây là điềm may mắn, lẽ vô thường, mầm diệu đạo. Điềm lành trọng đại đã đến rồi. Hoàng hậu sẽ sanh một hoàng nam tài đức, từ xưa đến nay chưa ai sanh kịp. Ôi, thật vậy sao? Nếu vậy, ta phải báo tin này cho hoàng thượng tỏ tường. Lệnh bà hãy tin lời thần nói. Hãy hỏi những thầy giỏi đoán mộng, sẽ không ai nói khác những điều đã được khải thị này. Lại đấng toàn năng, không ngờ những lời tiên đoán của ta xưa kia nay đã thành sự thật.
Đi bà Saka, bà có biết điểm đó là gì không? Không hiểu tại sao lại xuất hiện ánh sáng lạ. Nhưng mà nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn đó là một điềm lành. Truyền lệnh cho toàn dân mở hội ăn mừng, thắp sáng đèn hoa khắp trong ngoài thành Ca Tỳ La Vệ nhân dịp hoàng hậu Ma Gia hạ sanh một hoàng nam. Nhà vua sẽ ban ơn đại xá cho toàn dân. Nghe đây, nghe đây. Ta cảm ơn đấng toàn năng đã ban cho ta một hoàng nam để nối dõi tông đường, để giữ gìn sự nghiệp của tiền đế. Ta cũng cảm ơn ái hậu đã cho ta một đứa con trai xinh đẹp. Đó là niềm vui trọng đại mà bấy lâu ta hằng mong đợi. Tâu hoàng thượng, có một đạo sĩ tên A Tư Đà từ phương đông tới, xin vào ý kiến nhân lúc thái tử vừa chào đời. Cho mời người vào. Phụng mạng. Kính bẩm hoàng thượng, hạ thần A Tư Đà từ phương đông Hy Mã Lạp Sơn không quãng đường xa tới đây vì được tin rằng có một con người khác thế vừa mới chào đời. Vậy kính xin với hoàng thượng cho kẻ hạ thần xem qua dung mạo thái tử. Được, hãy mang thái tử ra đây. Dạ. Ôi quá là thiên thượng độc tôn, thiên hạ độc tôn. Tâu hoàng thượng, thái tử đây không phải người trần, ngài là đóa hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. Kìa, sao đạo sĩ lại khóc? Có tai nạn gì xảy đến hoàng gia? Tâu hoàng thượng, tôi khóc đây là khóc cho tôi xấu số, không sanh cùng thời với thái tử. Ôi, tôi già nua lắm rồi, sống chết nay mai, tôi không được nghe những lời thuyết giảng vàng ngọc của thái tử. Thật vậy hả đạo sĩ? Hãy nói rõ cho ta tường tận. Hoàng thượng không thấy sao? Với 32 tướng tốt của thái tử, báo trước rằng ngài sẽ là một vị đại vương thống trị thiên hạ. Bẩm hoàng thượng, chữ vạn nổi trên ngực thái tử báo rằng ngài sẽ là chủ của tam thế, sẽ dắt đường chỉ nẻo cho chúng sanh. Ôi thật là đại phước cho hoàng gia. Nhưng hỡi ngài Ma Gia đức hạnh, ngài sẽ lìa cõi trần ô trọc này trong 7 ngày nữa để lên cõi trời đau lợi, vì đức hạnh của ngài đã quá nhiều và nghiệp báo của ngài đã hết. Từ nay ngài sẽ không đau khổ nữa. Thưa thái tử, sao ngài không ăn sáng? Nếu như ngài không ăn thì sao khỏe mạnh được? Không khéo hoàng thượng lại khiển trách Di Mẫu này không lo chu toàn cho thái tử. Thưa Di Mẫu, món trái cây này Di Mẫu nó dưới thịt cừu, con ăn không được. Thật khó hiểu nổi thái tử. Từ ngày hoàng hậu ban hà đến nay đã gần 10 năm rồi, Ma Ha Xà Bà Đề tôi luôn gần gũi thái tử. Thái tử ngày càng lớn càng khó hiểu về hành động cũng như suy nghĩ của ngài.
kính chào thầy. Chào thái tử. Sáng nay con đã sẵn sàng, xin được thầy chỉ giáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập những điều mà một vị đại vương trong tương lai như thái tử cần biết. Xin thầy dạy cho. Thưa thầy, có phải thầy muốn cho con biết về đạo đức của một vị vua trên ngôi cửu ngũ hay không? Điều này con đã kiêm nghiệm qua thân phận của một thái tử. Thưa thầy, con rất sợ tài giỏi mà kém phước đức thì sẽ mang tai họa. Thưa thái tử, từ đây xin hãy nhận cho già này làm đệ tử. Vì sức hiểu biết của lão có hạn mà trí thông minh của ngài vô cùng, lão không sao dạy nổi. Một khi con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh thì không thể có con chim nào vượt lên được. Nhưng hỡi người con của Ma Gia Đức Hạnh, lão bái phục ngài không chỉ vì trí thông minh của ngài mà còn vì lễ độ của ngài đối với lão nữa. Thưa người thầy mà con hằng kính mến, xin thầy đừng làm trái với lễ giáo, khiến con không còn làm học trò lễ độ đối với thầy. Xin thầy hiểu vì sự sáng trong tâm hồn con mà hãy đến đây dạy con những gì thầy muốn dạy. Con xin hứa sẽ không bao giờ nói ra điều ấy nữa. Con vẫn nhớ những gì thầy dạy, an phận, thân không nhục, phòng lỗi, miệng ít nói, giữ miệng như bình, đề phòng tâm ý như lính giữ thành. Hôm qua ngươi đã thắng ta trong cuộc đua ngựa, hôm nay ta cùng đua nữa chứ? Tôi thật không dám, đã có lần nào tôi đua ngựa mà thắng được thái tử đâu. Hôm qua tôi thấy ngài tự dừng ngựa, có lẽ con ngựa của ngài bị bệnh. Nhưng giờ đây tôi lại thích một trò vui khác. Kìa, Đề Bà Đạt Đa, tao biết ngươi muốn làm gì rồi. Hãy dừng lại, hỡi con người hiếu sát kia. Thưa thái tử, con vịt này của hoàng thân Đề Bà Đạt Đa vừa bắn được, người sai tôi qua đây xin thái tử trả lại. Con chim này tuy hoàng thân đã bắn nhưng ta cứu được. Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của nó, ta mới là ân nhân, cho nên ta không thể giao cho hoàng thân được. Người hãy quay về nói với Đề Bà Đạt Đa, muốn lấy con vật này lại hãy đến gặp ta. Dạ. Đem người đến cho ta. Dạ. Con vật này ở trên trời, nó không thuộc ai cả. Nay tôi bắn được, nó phải thuộc về tôi. Không, ta đã bảo không ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. Con vật này của ta, bởi ta yêu thương nó
và nó đã triều mến ta. Nhưng nếu Đề Bà Đạt Đa không nghe thì cứ đi gặp các lão thần, chúng ta sẽ nhờ họ phân xử. Để rồi xem ai sẽ là người có lý. Vậy là các khanh đã rõ ý của Trẫm rồi. Truyền bái trào. Ý của hoàng thượng thiệt là hay. Vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ cho thiệt kỹ. Phải có. Chúng ta phải thiệt cho kỹ đúng đó. Ở đây sẵn có các lão thần, ta hãy nhờ họ phân xử. Các ngài đứng lên. Chúng thần đang chờ sự dạy bảo của thái tử và hoàng thần. Đó, chuyện là vậy đó. Vậy các lão thần xử sao? Thưa thái tử, lời hoàng thân vừa nói có đúng không ạ? Phải. Chính hoàng thân Đề Bà Đạt Đa bắn con vật này rơi xuống, ta lượm được. Chim trời ca nước là của thiên nhiên, ai săn được thì người đó hưởng. Tôi đồng ý với thái tử. Con chim làm bạn với người thương yêu nó, chứ không ai làm bạn với kẻ giết mình. Không nói chung vậy được. Con vật tuy có tri giác mà không bày tỏ được, tuy có tình cảm nhưng không biểu hiện được. Ta là loài người, tuy nhỏ bé nhưng chế ngự được muôn loài. Vậy ai bắn được chim thì sở hữu của người đó. Thưa các lão thần, nếu sự sống có giá trị thực sự thì người cứu sống một con vật đáng giữ gìn nó hơn là người định tâm giết nó. Một bên là tàn sát phá phách, một bên là bảo hộ xây dựng. Nên giao con chim đó cho thái tử. Cảm ơn các đại thần đã bận tâm phân xử. Chào thái tử. Chim thương mến của ta ơi, trời trong nắng ấm, gió thuận hướng này, con hãy tìm về với đàn của mình mà sum họp. Hãy tung cánh lên đi con. Con thấy không, từ chân trời thăm thẳm ruộng xanh kia đến khu rừng này, mọi cảnh vật đều thuộc về cha con ta cả. Giang sơn tươi đẹp thái bình như thế sau này là của con nên đi xem hết cho biết.
Tâu phụ dương, suốt một ngày rong ruổi, con thật vui mừng khi thấy cuộc sống yên ả thanh bình ở khắp nơi. Tâu phụ dương, thật ra trong cảnh vật này không có sự yên ả hoàn toàn như con tưởng. Con thấy với sự đấu tranh giành sự sống, người nông phu tay lấm chân bùn để họ được sống qua ngày, bao sức lực của đời họ đã đem ra để đổi lấy một nắm cơm. Và khốc liệt thay, sự tương tàn giữa dạng vật sống. Sống là vậy sao phụ dương? Tất đặt đa, cha ngự hành thân chinh cho con nhìn rộng thấy xa, nhưng con không hài lòng. Cha biết tính sao? Thôi, hồi trao. Loa, loa, loa! Mời tất cả thần dân trong ngoài thành ca tỳ la vệ. Tối nay tại hoàng cung, nhà vua có mở cuộc thi mỹ nhân. Vậy xin mời các mỹ nhân cùng các công nương gần xa hãy đến tham dự cuộc thi tối nay để được phần thưởng cao quý nhất. Loa, loa, loa! Khanh còn nhớ lão đạo sĩ A Tư Đà đã nói gì về thái tử không? Dạ bẩm, nhớ rất rõ, thưa hoàng thượng. Ta mong rằng lời nói thứ nhất sẽ thành hiện thực, nghĩa là thái tử sẽ làm một đại vương. Nhưng hãy để ý mà xem, dường như thái tử có ý định từ bỏ ngôi báo mà đi, nên ta rất lo. Muôn tâu bệ hạ xin chớ lo nghĩ. Theo kẻ hạ thần, chỉ có lửa tình mới dây chặt được thái tử. Ngàn sợi dây đồng sẽ không buộc được những ý tưởng phiêu lưu, nhưng một sợi tóc của mỹ nhân đôi khi còn chắc hơn cả xiềng xích. Mời công chúa xứ Câu Na Di Kiệt và công chúa xứ A Đà Na. Mời công chúa xứ Câu Ti Na. Mời công chúa xứ Xá Bệ, Gia Vi Đà Tha. Và cuối cùng là công chúa Gia Du Đà La. Bảo vật đã hết rồi, nhưng xin nàng hãy nhận vật này để thế lại.
phượng hoàng đó ra khỏi mấy tầng mây xanh. Vương Tâu Hoàng Thượng, đoàn sứ giả đi gặp vua Thiện Giác để cầu hôn cho thái tử đã trở về. Hả? Mời các lão quan vào đi gặp ta. Phong An, thần chúc Hoàng Thượng vạn an vạn an. Bình thân, các khanh hãy mau nói cho ta rõ kết quả thế nào. Tâu Hoàng Thượng, vua Thiện Giác rất cảm kích trước tấm lòng của Hoàng Thượng. Nhưng người nói, theo tục lệ của nước Thiên Tý, mỗi khi ai muốn hỏi công chúa làm vợ đều phải thi võ nghệ. Ai có tài hơn hết trong số người dự thi thì mới được vua gả công chúa. Tục lệ này cũng không thay đổi đối với thái tử con trai của ta sao? Muôn tàu vua Thiện Giác nói rất rõ, tục lệ ấy không miễn trừ cho ai, dù đó là thái tử Tất Đạt Đa. Dầu ông ta biết rõ thái tử là một người đức độ tài ba. Ta vô cùng thất vọng. Ta biết con ta về tài văn chương triết học không ai sánh kịp, nhưng về võ nghệ thì làm sao thắng nổi như tay vô địch, như tài bắn cung của Đề Bà Đạt Đa, tài cưỡi ngựa của A Nậu Đà La, tài múa kiếm của Nang Đà. Bẩm quốc vương, thần biết thái tử rất giỏi về môn võ nghệ kiếm cung. Thần có người bạn là người dạy cho thái tử. Bẩm quốc vương, quốc vương đừng nên lo sợ, vì thái tử khiêm nhường mà thôi. Hôm nay là ngày thi, sao công chúa có vẻ u buồn vậy? Em không hiểu lòng ta đâu. Ta đang đi dần đến chỗ xa lìa phụ vương, mà không biết người trăm năm của mình sẽ là ai trong các người thi đấu này. Ta thầm mong đến vạn năm ban cho ta người mà ta hằng mong ước. Cuộc thi đầu tiên Thiên Mã Dặm Trường với các hoàng thân Đề Bà Đạt Đa, Nang Đà, A Nậu Đà La và thái tử Tất Đạt Đa. We'll be right back.
ngựa kiện tết. Tiếp theo là cuộc thi bắn cung xuyên học tâm. Mời hai hoàng thân Nang Đà, Giả Nậu Đà La ra đấu trường. Mũi tên của Tất Đạt Đa đâu? Còn cái cung nào tốt hơn cho thái tử Tất Đạt Đa bắn không? Tâu hoàng thượng, ở đền Simbahanu có cái cung bằng đồng đen nặng lắm, chỉ sợ đem về đây thái tử dư không nổi. Thì vậy hai người đi thật nhanh đến đó mang cung về cho thái tử. Quan đó, hãy để ta thử trước. Hình như có tiếng gì kêu nghe như sấm động vậy. Đó là tiếng động do thái tử Tất Đạt Đa bắn cung bằng cây cung của đền Simbahanu. Hồi nãy tôi thấy hai thị vệ vừa khiêng nó về, thật dễ sợ. Kết quả cuộc thi bắn cung xuyên hồng tâm, người thắng cuộc là thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị vừa thưởng thức phần 1 bộ phim Ánh Đào Vàng, kịch bản của soạn giả Võ Đình Cường, đạo diễn Triệu Hoàng Quân, do Chùa Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Lan trong vai Hoàng hậu Maya, Việt Trinh trong vai Công chúa Gia Du Đà La, Hữu Nghĩa trong vai Vua Tần Bà Sa La,
Nam Anh trong vai vua Tịnh Phạn, Chi Thảo trong vai Di Mẫu Mahabasa Ba Đề, Thanh Tùng trong vai A Nan, Thạch Ngà trong vai Đề Bà Đạt Đa, Đồng Khởi trong vai Sa Nặc, Thành Tân trong vai Kiều Trần Như, Vĩnh Lộc trong vai đạo sĩ Bà La Môn cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thường Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Lộ. Kính chúc quý vị một cuộc sống an lạc trong tình thương miên viễn của Phật trời. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. We wish you peace and joy and the eternal love of Heaven and Buddha. Farewell for now, and we'll see you next week. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.